Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hiện tại là 5:30 sáng rồi các bạn. Chuẩn bị trải nghiệm nghề đi câu cá nóc. Lại một mùa cá nóc nữa lại đến. Tôi hôm qua ngồi chơi, giờ kiểm thuyền để đi câu cá nóc. Và hiện tại đây là ở ngọn hải đăng, chuẩn bị lên những cái thuyền này này, nhưng không biết thuyền nào để đi câu. Chuẩn bị các bạn ạ, đang đợi ông chủ vào. Đây, thuyền này cũng đi câu cá nóc, chủ đi trước. Như vậy thì ông chủ đã vào rồi các bạn ạ. Bây giờ là 5:45. Đây, chủ đang leo lên, không biết là đi cano này. Đi cano này các bạn ạ. Cano đi câu cá nóc. Ôi, chỉ cano này chắc chạy nhanh lắm. Đây là cái thùng đá. Cái này bỏ hai cục đá thôi để câu lên rồi bỏ vào trong này cho nó lành. Chủ đang lên cano để mở dây vào. Chạy các bạn ạ. Hôm nay đi 3 người, mình là 4. Chủ này đi chơi để trải nghiệm này, bắt đầu ra khơi thôi, tìm đến những con trà và câu. Rương cá nóc này nó có rất nhiều là cái gai. Cái này được làm bằng inox. Các bạn muốn làm cái này thì đưa hình ảnh này ra tiệm Hansi ấy, người ta làm cho. Cái này tầm 50-100 ngàn thôi. Cái này là bỏ mồi. Đây là dây này để câu tặc. Trên này có 2 cái, 4 người nhưng mà 2 cái. Gần đến cha đấy các bạn ạ, cha được mặt. Bây giờ mới 6 giờ sáng thôi.
tầm hai thùng này đây là vào. Đến cha đây các bạn ạ, bên này có một thuyền đang câu này. Thuyền này đang câu cá nục. Đây là cái cha nha. Cha này dưới này làm bằng lá dừa. Bây giờ sẽ buộc và chuẩn bị tắt máy để câu. Đường làm sẵn mồi này thì đã tắt máy là bò xuống câu thôi. Tắt máy rồi mọi người ạ, chuẩn bị xoàn câu để câu. Mỗi người có cái thùng rồi, thuyền đi 4 người nhưng mà 2 người câu thôi, mỗi người một thùng. Thuyền này không có cả nóc, thuyền này câu cả nục cho nên mở một dây ra để chạy câu, chạy đi con cha khác đấy. Bắt đầu thả câu các bạn ạ, chuẩn bị giật. Ngồi lên thùng đi anh ấy, lấy thùng đi. Ngồi lên chít đồ dính. Nóc này bỏ xuống là ăn như xe các bạn, nó màu ăn lắm. Một con, hai con đấy. Sổ đó này cắm dương chứ nha, nó cắm được để nhặt lại chít. Rồi, thuyền kia bỏ chạy đấy. Con hơi nhỏ ấy, quá to á, quá tầm mã ấy. Trật. Đây một tay mà kéo cho đưa đau tay uống. Con à, con kéo đưa đây. Con đứng lên mấy tay quá nè. Sợ đất nó nương lên á. Đất quá nè. Chả nên nằm dưới đất đấy. Cầm cho mà nghe cái giờ luôn đi. Hãy ơn cảm dư. Chết. Ui. Chú rắn lại bỏ độ bỏ không xuống luôn. Chú rắn chắc mất tiêu đã hết. Đó, cái bụng hết xẹp nữa đây này. Tập rồi nó bỏ. À, cả đây lên là bùng, cái bùng toàn toàn được các bạn ạ. Là thức ăn này. Đến phải vất đế cho nó nhà đã ạ. Thì nhặt lại sau. Cả nếu mình vô bản là cân này giúp. Tuy cả mới ra là họ rồi là cân 50, 60. À, ui, đắt hè. Người cân kiếm 5-600 nữa. Ta 5-600 triệu à? Sẽ là họ. Ta sẽ là con 50 cân.
10 ăn 4. Cả hết đấy. Về về mua. Hôm qua mới kịp tẩy á. Quá tẩy cũng đến á. Đây là chưa tẩy nước. Bốn con. Quá cố gắng hay. Chết rồi. Thêm rương là bán cái câu máu đây. Mình lâu. Bà con. Rồi đổi tay các bạn ạ. Trải nghiệm. Hôm qua nó kéo đưa hướng hẳn á. Cái lấy lắm chua rửa nước này. Ừ. Quả dây. Tôi bảo hai em không chắc chứa nó chỉnh chưa mà hai một thùng đi mà hai thùng đi thôi á. Hai con. Tôi mà hai con đi thôi đi không. Một con có biết. Dạ. Ba con, một con. Có đi ăn này, đó. Mùi. Ở bên miếng có. Hay là kéo tới sạt tí nữa. Có nó ngại hơn nữa. Một con. Đấy, mày xưa đã. Chạy. Ba con. Hơn. Bốn, năm con, sáu con. Một con. Khiếp, ôi sập phạt. Có mùi cả lạc nên lâu hết chú hề. Đái. Cần nục của thầy bao nhiêu phải 4-5 lần rồi. Cần nục của cậu cả lạc và cả chinh là lâu. Cha này ít cá lắm các bạn ạ. Bây giờ kéo câu lên để mở dây chạy kiếm con trà nào mà cá nhiều dây á, câu cho nó sướng. Trà này ít cá quá. Chết, chạy kéo nồi luôn.
ít 4-5 con nhỉ. Nhiều. Wow. Đó. Có đi hàng đấy. Toàn đi hết luôn á. Chưa tới nửa hàng chưa ăn đâu. Qua là câu quả bụi rồi luôn á. Ôi ngồi nản lại một chút này xem. Chết. Ui hai người kéo luôn. Một hai con như đấy, chưa kéo ngấm lại. Chết. Chạy à. Này mà kéo mà càng nặng là càng nhiều các bạn ạ. À. Càng nhẹ thì càng ít. Hai con. Ba bốn con nhé. Bốn con. Chết chạy. Cái này mà tới ngược nó ăn cá nhiều các bạn ạ, kéo đà lắm. Đụng tay luôn. Một con. Cái ít chạy cho rồi hè. Chạy cho rồi. Cái ít quá. Mọc đen đi, mọc đen. Bỏ nhảy đi cho hắn đỡ chạy điểm khác các bạn, chạy cái cha khác, kéo rương ở đây, rương này mà đạp vào chân thì thôi, xin viên biệt cù luôn. Không quá con đấy à? Khá nha, tướng con đi ra. Chạy thôi.
nãy giờ câu mà chưa hết mồi của cái đâu này, mồi cả lạc này câu rất là lâu, cả lạc cả chìm, còn câu cả nục với những loài cá khác á là rất là mau hết. Cha mới đấy các bạn ạ, buộc dây lại và bắt đầu thả câu. Wow, cá tổng tên lên kìa, khiếp. Vào cơn cha cũ các bạn ạ, cơn ngoài kia không có cá nó lên này, khiếp. Cái này phải vài chục tấn đấy. Dám luôn từ bên này quá ơi. Xối nước. Ồ, nghe tiếng cá lên này. Tiếp cá. Bỏ câu tiếp. Điểm này là điểm cuối cùng rồi. Mà có là có cá đấy nè. Cá đấy lên. Ra là câu được mấy. Ôi giật các bạn ạ. Vào cha này là có hy vọng á. Mày bỏ xuống hai chủ kéo lên luôn. Đó, nhiều máu rồi, 5 con rồi. Đó ơi, 5 con. Vài bên chạy gần tiếng đồng hồ thôi. Mình chia cả nhỏ. Chứ mấy bảy giờ mới chưa tới bảy giờ. Tán chứ là nó chạy vô rồi nhá. Tán chứ là chạy vô rồi. Là hôm qua được một thùng à? Hai thùng đấy. Cố gắng và hai em cố gắng một chắp cho nó vẫn chỉnh chứ. Chạy mà hai thùng á. Chết đó. Cũng đi cái máu rồi. Chạy này biệt rồi, ở lại đây rồi. Tôi đi vào máu chứ. Cái tới giờ, chuẩn bị tới giờ hẳn rồi. Một ngày muộn thêm một chút. Ui. Đi mà chỗ ăn kẹo ngồi nhè nữa. Hắn ăn bên đi nó chú này, có nhiên cấu. Chết. Ồ, nhuồm luôn. 4-5 con nhé. Ồ, 7-5 con. Hay. Chứ ăn chứ cả to nữa thì mà ăn cả giỏ nữa. Con câu. Này cùng ngay. Quá ăn không kéo này. Nghe người vừa kéo máu rồi. Vào đây. Ngồi viên máu đó, mình mới vô đi mà. Được mấy phục đấy chứ mấy.
khi nhau kéo bò xuống là kéo, bò xuống là kéo. Cá này nó vẫn chơi dây, khi nào nó dây ăn khiếp lắm. Đó, 5-6 con, 5-6 con nữa. Ui, con to này. Mà con mà bắt nó chạy vô đấy cơn là không gáy luôn, ngâm cả hai cái ngâm lâu không cầm bót mà cơn nó có cả đi nữa, nó chạy vô đã thả cái lưng lưng lên luôn. Chào là mua phải không, cả quá mua thật chục tao mấy cái đấy. Ăn cả mực cá đun. Cái món quá đi đây này. Còn chín lăn mà lăn không coi. Coi. Vài cân. Kinh nghiệm như loại này câu ngay đây chạy tim hẳn đoà luôn á. Biết đó, đó là câu cơ bự cửa cơ chứ cơ nó cho nó nó qua bọt đi nó lôi đến là cũng ngập lắm đi. Cũng cũng bỏ ngấm leo lên nhiều, luôn nhiều. Sáu con. Nó thay máu luôn. Thịt heo á? Kéo liên tục mọi người ạ. Bây giờ bỏ xuống ngâm tầm 10-15 giây thôi là nó kéo liên tục. Nó ăn giật. Một xe là 8 chứ 15 con lên. Tám giờ mười thấy mùi các bạn ạ, ui mùi cầm ra nghe mùi tắn lên luôn. Mùi này giờ câu nó lực nó bạc á, tắn càng tắn đừng mua thì nó vào nhọc xuống. Ít rồi, nặng nghe nặng tay đó. Quá mi rồi. Năm con.
tầm phải 5 con đấy. Nhìn xuống thì chơi 6 con. Mình nặng là 10 giờ, đánh 10 giờ là xe chạy. Hai ha phải 10 giờ thì hẳn về trưa. Đấy. Là nhưng mà cảm thấy thôi đứt luôn ạ. Ngoài ra có ổ người ra cầm con đứt ngón tay luôn á. Con to á. Nói mà đến đi. À. Đi cứ ráng ăn thịt chị cứ mày. Bên đi mày con nhiều con đặc mày loài đi về làm à. Tổ 20 con 200. Nó bọn nín làm đây luôn. Không nghe về xả. Mặt hàng này đang hot tại mùa hè. Chỉ có mùa hè thôi nhưng mà đóng bao giờ có được. Ít, ít. Dung sơ đúng không? Mùa này là nhiều nó kháng độc rồi. Nhưng mà đóng ăn nó teo luôn. Chết. Rồi mang bao tay vẫn đuổi các bạn ạ, đuổi người kéo. Ồ ghi, ghi con đớ chung là này chay vẫn còn. Ghi là chuẩn bị vô rồi chá. Ê, chuẩn bị vô rồi. Rồi đuổi người, kéo tí cho nó vui. Bỏ xuống một câu cá đu ống nữa. À, bỏ xuống khoảng nóc. Chỗ nó bỏ xuống thứ là nóc mưa hết. Đu ống cơ. Thằng Lào là câu dùng một cái đu nhiêu đó. Đêm. Là câu đêm quay chả đóng mu đi. À, con to hay. Chả đóng ngại đi. Thế mà cần hai cái đó rồi. Tiếp tiếp con con câu được mới sướng hả? Đoạn này là quá, đoạn là quá dày rồi. Năm cơn, cơn đi là hôn nhất rồi. Cơn này có số lượng cá nó nằm ở cha, những cơn khác là không có. Nó di rơi đi chỗ khác. Đó. Nó có cả to nữa, hắn kia là cả to. Bốn năm con, năm con cả bên kia là vần lên các bạn ơi. Cả này là cả nhỏ cân 5-6 ngàn chứ, còn cả đây cân 50-50 ngàn, 10 cân 500. Quá chấp đủ luôn.
Loại này mà vô nhập cho mấy nhà hàng chú hề. Làm ngày 2-3 tà vô nhập về. Cứ như cứ một quán 5-6 cân, 5-6 cân thôi. Có chứ, còn nhiều bữa đi, mua đi. Loại này là 10 lô ăn mấy lô. Khổ chú. Biết rồi, mình mua tôi không rành. Cái phép ấy cứ mày nặng ấy. Đã không nặng ấy. Cứ cho nặng không mua. Nghe cái bồn này thôi. Ấm. 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 Kéo lên xong vắt tỏm từ nó từ xuống. Ô kéo vào như nữa nè. Không lên dơ chứ. Năm nháy, ba nháy. Là cái phí xe ai là múc đâu rồi phá nó xong vô phá thì đó đồ ra để ra trả nên làm như cái bể một đứa thôi đấy, từ ra là đây, mở ra câu cái gì luôn, đừng nhắn nhiều hết đi. Wow. Như riêng được 10 phản như riêng máu đây chết. Đổi tay mới đấy các bạn ạ, tay hay rồi. Ý, 4 con. À 3 con. Con rực cái này sắt đâu bắn trên tràn thì nó chảy máu luôn. Đừng có tao làm cát, đừng có tao làm cát ngủ mới đi luôn. Đến đi nè, chú qua bên đi câu nè. Hắn năm bông dím bên đi nè.
Lời mùi. Mày là câu cải do mùi không? Chúng mùi bốn long ấy, để ra đủ luôn ấy. Long quá đi cả thú. Ngoài được chặt là đi tầm 4 giờ. Ra là mấy cái chan á, mấy lào này làm việc xong là tới xúc. Xúc tầm 5-7 cân thì là câu. Cà rô á. Mà đi sớm quá ra xong rồi tới. Đến tháng 5 bông bông chim vô đi, cá nên khung lắm. Chú Long có đem câu đi. Qua một người thôi, qua con năm rồi. Năm bông dím đấy. Quả này có nhiều nữa đó. Nó kéo không lên nữa. Cả năm đây rồi chạy đi. Tốn dâu nữa. Này băng dâu chạy vô thôi. Chết. Ủa mày bỏ xuống. Mơ cái con vô thế mà sốc lớn đi. Nó chắc cột lá đó. Bỏ đều rồi mấy. Sốc đi. Đá. Để dưa ra sốc lên luôn. Hoàn chạy lên đi. Ô rồi. Xô xô xô. Đầy rượu luôn. Chết. Bỏ cục cái thịt cục tròn nữa. Chưa kéo hắn có roi lên nữa đi. Tám môi á. Mất cái khuy luôn. Nó đòi nó mất cái khuy. Đây.
Đó, khuy này đó à. Hôm qua hòa từ cái dưa đấy mà lao mũi một cột rồi cắm được chứ, con dưa cắm được thế này. Bọn này là xạ thủ phá lưới đấy. Khía thằng lên. Cá ít là ăn gần nhỏ, con cá này cá nhiều ăn cá to. Luôn là ăn cá to là nhiều luôn. Hôm qua mới câu cá to là cái máu ấy. Đúng chưa? Hắn như là có cá to gì. Ủa năm con cá to. Ồ, kẹp thêm chi mọi người ạ, nặng. Cháy à. Ông một sâu. Lấy cái vợt xúc ấn con. Tại anh cắm à. Cá đấy. Ừ. Thôi, chụp cái rượu thôi, chụp cái rượu. Đó, cố đến một chỗ đấy, đừng cắn cái bàn lên đẹp này. Đó, cái bàn nó kéo chất kỷ đi ra, đưa lên ra. Không nơi. Đó, kéo nó nâng thơm lên. Thơm thơm lên á. Nửa thùng mà dương đi là một thùng thôi. Sáu sáu thùng nhiêu nhỉ, cả cả sáu nhiêu. Không phát được con cá, không có thùng nó bỏ bao chứ. Nghe rồi đi dễ hơn. Còn có cần có đá nữa mà nó mài đó, nó cần vịt tới. Tiến công với đa người lên bước khởi tật có lên bước khởi có lâu 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 lên
6 ly. Hơn nửa thùng. Cái trứng nó nổi đến mắt là tắc quê giống như là mẻ đó. Trứng á. Nhưng bên này vùng mua đánh vùng này chứ chú ơi. Thế này. Vùng bên đăng ký vùng viên đánh. À. Tưởng đâu mà con sướng hết luôn. Kiểu nhái sướng cho nó ngọt. Thấy là mua công làm. Lên. Kéo cái này lên đi, kéo một nửa là được. Ồ, phải đổi đổi. Đổi thế, đổi thế. Chết. Cái dàn TV chạy gì mới. Chạy mất hết 1/3 thùng rồi. Còn quá. Năm ngày. Ôi. Sang lại mua nhiều có khác này. Sang lại. Không có mua chi, chắc sẽ khốn nữa, còn giá đó. Giá phải được. Mất thời gian thay được. Là nên mua chi hàng ngắn. Cỡ một con cắm đi. Để mua chi mà sẽ sáng là thôi. Tính rồi, bắt cóc mà kéo cũng hơn ăn. Cóc kén nữa. Tôi mới cho cái tôm đó, cóc hơn ăn đây đó. Chết. Một con ngấm là chú là kéo mỏi tay. Ngấm là thơ nó hết vui. Nghe bỏ một cục thôi, toàn là vừa. Đúc nhiều cục lắm là nhanh sổ quá. Cái này ăn là vô cái mình phát đi thường là cái ăn vô là cái câu tiếp. Lê Phú nó xé tham một chữ luôn, Lê Phú kêu luôn à? Kêu mà ngay này kêu ngay này xảo xong ra dùng mất luôn đây, má dùng mất luôn. Ngay như vậy kêu 3 giờ, 2 giờ mình lê rồi xong thì đập một kể gì. Một cách bay ra được luôn.
Một con. Chứ cả trời qua bên này nhiều rồi này, bên tay phải. Đó, biết ngay mà, nó đi qua đi lại. To nữa. To nữa phải không? Tao ăn hơn là cả tao. Dân chắc ăn á. Thì chắc ăn á. Con cá nhỏ nhỏ là một hai con vô rìa. Thằng mình phải đi ra có mực. À. Mà hai cái mà có mực. Đó câu ạc quy chứ. À câu quy. Đi câu hay đi câu rái câu mực đêm mấy. Chết, 5 con rồi, tèm con. Con nước mới đi mang tạt thế. Tạt đi. Mới có rám không? Chết, chết chứ thôi. Rám con bị chết á. Bị chết á, mua lại dưới lên lên phao. Bình nhìn. Đấy, kéo xong phần lên. Cố rồi tắt đi ha điên con cái gì chúng mình kiếm đi cái này một khâu mấy một khâu một khâu một cả bộ tổng thống lên em còn thử bỏ đi một trăm bỏ bốn đi con chết đàn con số nặng nhiều quá nhiều đó con nặng nặng cái đó đó không biết bỏ báo. Vừa rồi hôm qua cho con sáu con báo mỗi tí hình rưỡi chứ mà chứ cho con kiểu cho con kiểu chưa á tập này vụ rồi được nha cái chi mà trên xả ăn không là xịp cho người vài cân nữa từ xả ăn ít ba cân nữa thì dầu lên ba cân nữa nó pha thắng hết á và bà thắng đấy quấn đồ ăn ngay 7 con quấn à quấn phải tung dùng là ngay 7 con tung dùng một tịch bụng 7 con luôn bữa ăn 7 con hôm qua ăn 7 con là tung 1 con kiếm mất hạn 2 bắp chứ hắn bên nhi đẹp bên này cầu nhiều bên mới cầu cửa mất cầu khí sao có sao mà đi chọc đây không mấy châu chỉnh dây vô có máu nữa phải coi tạm chưa mấy 18 phút thôi gọi chứ máu à tôi kể rồi gọi sang xem máu à thời gian tôi nhanh thật mất một tiếng thôi chạy mình chơi một tiếng này thôi chết chạy à kéo con 5 con ui chứ nước trong vắt luôn chù đẹp ghiếp ai gọi là chú đấy thì còn bại đi hết đi nè ồ chứ bên đây nhiêu nè đường một thùng chờ ngay đây chạy đi lâu hết ngay đây tồn nặng hơn vì chạy cái gớ thì tồn nặng đã đỏ câu hôn hôn lắm đấy thì chạy về đây rồi đâu đà chỉnh dơ vô hả đúng con nó nhiều các bạn này kéo nặng là nhiều mà chết hai người kéo luôn
này cần cắm. Và nên mình cắm cái chân hơi mất thịt luôn. Mất đi. Đi ra con gân ngoài biến ngoài người mày nắm được cái đi ra này không có thằng tha rồi không ăn. Chúng ta là ngỡ một trăm mắt mày con á. Cả đây rồi. Con lột ra luôn. Bên này bên này ăn đẹp hả? Ăn hai con thôi. Ăn con này cho hai con. Cái kia. Làm tại ra. Ít hai ba con nhỉ? Một con. Chết cháy à. Cháy à. Ít. Đến đi ăn ít rồi, nhưng mà vẫn ăn. Một con. Bên này nhiều này, bây giờ nó qua bên phải nhiều rồi. Chết. Ồ, đâm tay luôn. Cả chiếc thì dọn cho phải cả áo. Áo, bắn thì dọn nhạc nhạc nhạc. Ui, đúng 5 con luôn. Câu nên tay là biết ngay luôn. Kéo lên bao nhiêu con. Chết. Cháy gì à. Môi thưa là đúng rồi. Mình có môi mà mình nghe tục lắm. Để tôi lăn vài bữa đi cấu. Đọc cả đây. Cả ba xã mân cả nữa nhiều. Ê. Thấy môi có cái này. Thấy đi. Môi đầy. Thấy mùi. Cái đầu hắn rìa đấy. Hắn rìa đấy cái răng. Rồi đâu cho bò thịt về đuôi thì mày cho vừa hề. Thịt lấy phần chắc. Đâu nó sướng với nào với nhiều máng á, thì máng vẫn ăn. Hai con. Mùi mới nít thơm chắc là chục con rồi lít này. Mùi mới. Mấy món. Đúng to. Cho nữa được không chứ? Anh em được đó. Này. Chưa. Không đi nữa rồi. Không đi ra. Tất cả trên da lên lên lên. Cái chán đấy nó cái chảy một nữa. Hắn làm ăn mình lúc hai bên luôn.
ao 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 lá. Năm em. Mùi mùi còn khác. Ít. Ừ, có con mua luôn, thôi thả trong like thôi. Mua cá nóc lấy môi, gạt đôi. Ngà mua cá thau nó hiện được. Có này, mua rồi ngà đây. Mua thì ngà rồi mà. Môi, cá nóc. Câu được không? Mua được. Không chấp nữa. Đang mẫu, đang mẫu. Đang hăng say. Quả đây các bạn ạ, gần vào đây được một thùng, thùng này tầm 40 cân, 50 cân như đấy. Tùy. Này là của Việt Nam Airlines chứ Vietjet. Rồi, nhiều này, bên nhiều này. Quá đã. Đâu cả ngắm view máy bay các bạn này, view triệu đô. Máy bay đang xuống sân bay Đồng Hới. Việt Nam Airlines. Bên này lúc buông nhiều hết. Chưa nữa chạy quá bên này. Thế quá thôi. Bây giờ chạy vào các bạn ạ. Anh em sẽ quấn câu lên và cất.
cá này vào bán làm sạch sẽ là 1 cân 50-60 ngàn, còn mà không làm tầm 30 ngàn 40 ngàn. Từ này được gần 50 cân. Một số giờ chạy vào khoảng thời gian là 30 phút là đến. Giờ múc được màn để xối thuyền. Thuyền cano này là bằng composite cho nên múc lên để xối sạch sẽ sau khi một buổi câu về. Vào bờ được các bạn, giờ sẽ neo thuyền lại về vị trí cũ. Chạy vào mất khoảng 35 phút, bây giờ sẽ đưa cá lên và đưa về nhà của thuyền trưởng. Thì mình cũng xin phép về nhà mình luôn, mình kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy hay, hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Bye bye. Chứ trở ra để mổ làm hả chú? Trở về nhà làm sạch sẽ rồi bắt đầu bán.